lỗi gì ạ? Hả? Lỗi gì? Cái gì nữa? Nó bị gì? Nó bảo lỗi cái gì? Sai làn hả? Sai làn thì qua đây em sẽ cho. Tôi không biết bằng lái là cái gì. Đấy, còn ông cứ giữ xe tôi luôn.
lập biên bản đây. Còn riêng cái lỗi này lỗi sai sai làn đúng không? Lập biên bản sai làn cho tôi. Ông này không có thể tuần tra kiểm soát, ông này cũng không có thể tuần tra kiểm soát. Một đại úy, một thượng úy. Rồi ok, còn ông này đến nơi thẻ tuần tra kiểm soát quay ngược ra đây, phải túm thằng nào mà có cái tên tuổi ra để nói được cái chuyện. Quay thẻ lại đây là làm việc. Lại đây làm việc trong cho tổ đủ tổ cho hai ông này không bay màu về với tôi đấy. Lỗi sai làn theo quy chuẩn 441 này sai làn, biết vạch kẻ đường này vạch bao nhiêu không? Biển báo kia biển báo bao nhiêu không? Và vậy. Lần trước hai ông đứng ở đây đã xin lỗi tôi một lần rồi. Hiện tại là của ông đã cầm một cái chứng minh của tôi, một cái bảo hiểm, rồi một cái đăng kiểm đầu và mọc, một cái cà vẹt đầu mọc luôn. Lập biên bản sai lầm cho tôi. Ông này không có tên tuổi, ông này cũng không có tên tuổi. Bảng hiệu không, tên không. Đội đặc chiếc đây hả? A106448, lập biên bản đi cho tôi. Tôi nói trước là bằng lái là tôi không có. Ông bảo bằng lái là tôi không có, còn là giấy phép lái xe tôi có, nhưng mà ông bảo bằng lái từ đầu là tôi không có. Thế thôi, lập giữ xe cho tôi. Thế thôi, nhanh. Ông có biết chữ không? Bằng lái ông nhìn thấy, ông cho tôi mượn hộ cái này một cái được không? Cho tôi mượn cái giấy phép lái xe đây. Của tôi chỉ mượn tôi đọc cái hàng chữ này thôi. Anh ơi. Này, ở đây người ta này là giấy phép lái xe này, chứ không phải là bằng lái, mà bằng lái tôi không biết là cái gì. Trả lại. Tôi nói là tôi không biết bằng lái là cái gì. Ông bảo là giấy phép lái xe, tôi đưa tôi xuất trình đầy đủ cho ông rồi, còn bằng lái tôi không biết. Cái từ nghiệp vụ của các ông tôi không biết. Lập giữ xe cho tôi. Giấy phép lái xe tôi có, nhưng bằng lái là tôi không có. Ông bảo tôi xuất trình bằng lái, tôi đâu có cần xuất trình. Giấy phép lái xe là tôi có, nhưng mà tôi không xuất trình. Lúc nãy tôi xuất trình, ông hỏi tôi cái nó có những cái gì, tôi xuất trình cho ông đầy đủ rồi, đúng không? Không thiếu một cái gì. Ông bảo bằng lái là bằng lái tôi không có, thế thôi. Bằng lái là tôi không có, giấy phép lái xe tôi có. Ủa, ông yêu cầu tôi xuất trình bằng lái, sao tôi phải xuất trình giấy phép lái xe? Nếu như anh không chấp nhận cái từ bằng lái thì tôi đã yêu cầu anh xuất trình giấy phép lái xe đi anh. Xuất trình giấy phép lái xe. Rồi ok, này. Còn riêng ông không có tên tuổi đã mệt với tôi rồi, chứ đừng có đứng ở đấy mà đùa với tôi. Ông đang đùa nhầm người đấy. Tôi là không có cái chuyện mà nhắc nhở với tôi đâu. Lần trước ở đây cũng hai ông rồi, đấy. Tôi nhắc lại cho ông biết này, nghiệp vụ của ông là cái bằng lái tôi không biết, còn của tôi gọi cái này là giấy phép lái xe nè. Rồi, lập biên bản cho tôi. Lập biên bản cho tôi, không nói nhiều, không thì ông mệt với tôi nữa đấy. Lập biên bản cho tôi. Ở đây không có ai làm khó anh hết, đúng không? Tôi không phải làm khó hay không, mất thời gian của tôi. Tôi chuẩn bị đi lấy hàng nữa, muộn giờ của tôi, nhà tôi thì bao việc. Tôi nhắc nhở anh cũng được. Tôi không cần nhắc nhở. Tôi đã có lỗi với anh rồi. 59A100073, 2 chiếc. Tôi nói trước là tôi không cần nhắc nhở. Một là lập, mà hai là xin lỗi tôi, thế thôi. Dỡn về với tôi. Anh từ từ đây, riêng ở đây mà không căng với em không ổn đâu. Không ngay được với em ấy đâu. Biên bản cho tôi. À, còn xe nào đi cái con trên cổng đấy cũng làm lỗi mà này sai làn hả? Đưa giấy tờ cho lập biên bản đi. Đưa cho lập đi.
có một ông có một cái bảng tên là Nguyễn Việt Phước, cán bộ, đại úy, hai đại úy, một thượng úy. Lập biên bản cho tôi không xin, còn không thì xin lỗi tôi, còn không riêng ông mày về với tôi á, tôi nói trước á. Thì anh cứ lập biên bản thì xong thì tôi đến tôi ký tới tôi. Rồi, hợp tác chưa? Không muốn ý như thế nào hết. Một là ấy cho tôi, lập biên bản cho tôi. Không, bắt tay làm gì? Không, ông nói đi tôi nghe. Ông nói tôi nghe. Tôi nói chung túm lại là hai ông về á, riêng hai cái ông không có tên tuổi này thì chuẩn bị với tôi này. Đại úy với cái thượng úy này. Đừng thì tôi yêu cầu ông lập biên bản mà, chứ tôi đâu có phải yêu cầu ông gì đâu. Tôi yêu cầu ông lập biên bản á. Ông dừng xe tôi lập biên bản. Ông cứ nói đi, tôi nói thật câu tôi cũng muốn tin các ông, tôi cũng bị như này chắc đúng không? Thật sự câu tôi cũng bị chắc đúng. Rồi, cứ anh cứ nói tôi nghe. Anh cứ nói tôi nghe mà. Cứ lập biên bản đấy cho tôi. Cứ kêu họ lập là đi. Kêu lập hết đi. Anh bạn có đủ can đảm để lập hay không? Lập thì sau này có đủ nguyên cái can đảm để ra quyết định xử phạt hay không nào? Tôi đấy, nó trước cái còn muộn giờ đi giao hàng của tôi đó, các ông toang rồi nữa. Rồi, ông nói tôi là đi sai làn đường, ok. Tôi yêu cầu ông lập biên bản. Không có hình ảnh ấy, chi tiết bị kỷ luật nghiệp vụ theo nghị định 135 ở theo nghị định 165 đấy để lập cảnh hả? Thế cái mà này của Bộ Công an cấp này, tôi biết cái này của Bộ Công an cấp này. A1006 cái này là không về. Có. Ở đây đó không có, tôi không có hình ảnh chứng minh. Đấy, không có chứng chứng minh cái các ông cứ thích là các ông cứ bay. Còn nếu như là bây giờ anh cũng còn hợp tác với tôi làm việc kia. Rồi, anh nói tôi nghe mà. Tôi nghe đấy, anh cứ nói đi. Tôi không có hình ảnh để chứng minh vi phạm cho anh. Rồi. Anh sai thì anh biết. Cái này tôi nhắc nhở anh được. Tôi không cần nhắc nhở. Không gì khó. Tôi không cần nhắc nhở. Đúng không? Tôi nói trước là tôi không cần nhắc nhở. Thì đó, tôi nói với anh như vậy thôi. Thế là rốt cuộc là ông có xin lỗi không? Bây giờ nếu tôi sai tôi xin lỗi anh. Không, không vấn nếu. Một là xin lỗi tôi, còn nếu thì không chơi. Nếu ông khẳng định ông dừng phương tiện của tôi lại, tôi ông báo lỗi là tôi đi sai làn đường quy định thì ông phải lập biên bản cho tôi đúng không? Tôi nói thẳng túm lại một câu á. Rồi bây giờ rồi không cần nói con với anh nữa. Được chưa? Rồi. Không có gì gì cả. Tôi thì rồi nếu mà chúng tôi sai chúng tôi xin lỗi anh. Được chưa? Quan trọng là mình đi đến đâu có đúng thôi. Này bảo câu từ nếu chúng tôi sai, anh bảo câu là tôi xin lỗi anh sai thì tôi đi, còn không thì ông còn bên với tôi á. Tôi xin lỗi anh được chưa? Rồi, ông xin lỗi tôi, ok. Tôi xóa lại. Để tôi không có xóa. Trong này cái điện thoại của tôi không phải một đội mà rất nhiều đội. Rồi. Rồi, ông xin lỗi tôi thì đưa đây. Tôi xin lỗi anh, nhưng mà hình ảnh của tôi anh. Ông xin lỗi tôi thì ok. Trả giấy tờ đây tôi đi. Ông biết cái thông tư 67 của Bộ Công an có hiệu lực từ 15 tháng 1. Thấy không? Đúng rồi. Giám sát là gì? Đúng không? Giám sát là góc bình quay phim chụp hình. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà tôi không muốn để cho ta bị như vậy. Không muốn thì tôi cái này tôi không quan tâm. Đấy là việc của ông, không phải việc của tôi. Tôi nói rằng ông không trả giấy tờ cho tôi đúng không? Ông tên tuổi là gì không biết đúng không? Tôi chỉ biết mỗi mặt của ông thôi đúng không? Rồi ok, ông không hề có một cái bảng tên tuổi. Đi cái biển số xe này xong, ông không trả giấy tờ tôi đi. Ở đây chỉ biết có mỗi một ông tên là Nguyễn Văn Phước, cán bộ 258193. Đấy, đi tên chiếc hai chiếc xe tuần tra nữa là 59A100073. Còn một đồng chí này không tên tuổi, không một cái gì cả. Cầm giấy tờ của tôi. Xin lỗi tôi, nó cầm giấy tờ không trả, tôi đi.
cho lên chữ chữ xe. Ok. Dạ. Làm thoải mái. Mẹ cây không nhầm người. Em nghe nào. Dạ dạ dạ, em là con chạy qua đây đây anh. Chạy em chút, em đang chạy qua đấy, em đang chạy qua.